Ok. Rồi đối với lại cái bài lắp 3, các bạn làm đến đâu rồi? Sáng nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm lắp 3 nha. Lắp 3 rồi qua lắp 4, qua đến cái bài của slide 4 luôn. Tranh thủ nha. Những bạn nào chưa vô thì gọi vô nhanh để thầy hướng dẫn lớp 3 nè, chứ không tí nữa vô sau rồi không không theo dõi kịp nữa. Các bạn nhắn mọi người vô lớp giúp thầy đi. Alo, alo. Các bạn điểm danh lên giùm thầy nha. Mấy hôm nay thấy lớp mình lơ là lắm á, luôn á. Không biết tình hình thế nào mà thấy mọi người lơ là quá. Có vấn đề gì chia sẻ với thầy nghe coi nào. Có gặp khó khăn gì về học hành, về tất cả mọi thứ coi. Đang liệt giường hay Ồ, sao tội vậy? Bị không? cảm hay làm cái gì Chích ngừa về xong cái nó vật được mấy ngày liền, hả? Mà hôm nay chưa hết luôn hả? mới chích ngừa đây, ngoài cái vật mấy ngày liền, Nhưng mà hôm nay là ngày thứ mấy rồi? ngày hai. À, ngày thứ hai hả? Vậy cũng có ráng vô học được, tốt quá rồi. Nhưng mà có bị sốt không? Có 39 độ mấy, gần 40 độ. Rồi có uống thuốc giảm giảm có uống thuốc hạ sốt không? Có rồi. Trước khi đi tiêm có ai chỉ là ăn lá tía tô rồi gì không? Không phải chỉ gì hết, xong rồi cái vác người đi. Tại lúc mà thầy tiêm là thầy có được đọc trên mạng á, là ăn trước lá tía tô rồi gì tùm lum thứ hết, xong rồi đi tiêm về thì cũng sơ sơ à, buổi đầu tiên không, ngày đầu tiên không bị gì hết, rồi đến tối ngủ thì khoảng cỡ 12 giờ thấy mình hơi sốt, cho nên uống một viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ, chứ không dám để, bởi vì để thì cũng được nhưng mà sợ lúc mình ngủ á, nó sốt cao là nguy hiểm, cho nên là uống thuốc hạ sốt. Uống thuốc hạ sốt xong thì đến ngày hôm sau nữa thì không có vấn đề gì, nhưng mà buổi tối đi tắm á, thì tắm vô cái nó bị sốt rét, cho nên là đắp mền không kịp luôn, nhưng mà khoảng cỡ 2 phút sau là xong hết. Nó ngộ vậy đó, lạnh như sốt rét luôn, run run khắp luôn, nhưng mà khoảng 2 phút sau là hết luôn. Có bạn Trịnh Minh Quý với lại bạn Nguyễn Ngọc Sơn này có vẻ như cũng muốn nghỉ luôn hả ta? Thầy thấy là vắng đến buổi hôm nay là cũng khá là nhiều buổi rồi đây.
Các bạn vô điểm danh lên giúp thầy nha. Bạn Quang Huy thì bây giờ sao rồi nhỉ? Quang Huy F0 rồi hả? À, Quang Huy có đó rồi đó hả? Dạ không thầy, Quang Huy kia thầy. Ồ vậy hả? Tình trạng của bạn Quang Huy kia đến đâu rồi? Sáng nay vẫn còn nhiều người vắng quá vậy ta. 10 phút rồi. Các bạn chú ý cái điểm danh của thầy nha, tại vì số lượng buổi vắng rồi cái gì đó là thầy đưa lên trên mẹ trên trên Facebook hoặc là Zalo hết. Cho nên là các bạn cố gắng theo dõi giúp thầy để khi mà thầy điểm danh xong rồi mới báo là ủa tại sao em có mặt mà thầy đánh vắng. Có những bạn hôm trước là thầy đã công bố với lớp rồi đó là gì đó điểm danh mà thầy gọi bao nhiêu lần không có mặt, cho nên cái vấn đề mà không có mặt đó là không tham gia buổi học. Thì các bạn sau đó lại gửi tin nhắn cho thầy nói là tại sao mà em đi học mà thầy vẫn điểm danh em vắng, mà cái đó là thầy đã công bố trước lớp rồi. Thầy đã nói là bây giờ những bạn này treo nick là thầy đánh vắng nha. Đây các bạn sẽ xem lại trên Zalo nè, thống kê những buổi vắng của các bạn, bao nhiêu buổi rồi các bạn nhìn thấy hết rồi đó. Số lượng buổi vắng thầy cũng thống kê lên đó là từ cao nhất đến thấp nhất rồi đó. Lớp mình là số lượng vắng nhiều, không biết là có vấn đề gì đối với các bạn mà cũng chẳng thấy ai chia sẻ gì cả, kể cả trên cái kênh feedback cũng không thấy nói gì, không không thấy các bạn nói một lời nào luôn á. Trên kênh feedback thầy nói rồi là cái kênh đó nó không, thầy không biết các bạn là ai, các bạn cứ nói thoải mái, tất cả những gì các bạn muốn chia sẻ thì các bạn nói lên đó. Nhưng mà trên kênh feedback thầy cũng chẳng có ai nói gì hết trơn, không có động chạm gì tiếng nào hết. Rồi điểm danh này có gì phản hồi liền đi, phản hồi điểm danh hôm nay thôi nha, chứ điểm danh những buổi trước là không có phản hồi nha, những buổi trước là xong rồi. Những buổi trước mà mình đi học mà thầy đến vắng mà không chú ý thì phải phản hồi liền, chứ nếu như các bạn không phản hồi đến giờ này nhìn lại mới kêu ồ hôm trước em không vắng thì các bạn phải chú ý giùm thầy. Thì có ghi cái ngày ở phía trên đó, 13 tháng 11 đó. Lớp mình nguyên sảnh khoảng cỡ 7 bạn, 7 bạn là nghỉ liên tục rồi, bây giờ đang đang có xu hướng là Minh Thuận nữa nè. Minh Thuận là nếu mà hôm nay vắng nữa là 4 buổi liên tục nè.
rồi bạn Quang Huy mà nếu mà F0 mà không không thấy liên hệ gì với thầy hết, bởi vì thực ra F0 thì nói nghe nó lớn, cũng có nhiều người sẽ rất là mệt khi bị F0, nhưng cũng có nhiều người F0 nhưng mà cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà không biết bạn Quang Huy của mình thì tình hình thế nào mà cũng không thấy liên hệ gì với thầy, bởi vì các bạn cũng đã có số điện thoại rồi, không có Zalo, không có internet thì ít nhất cũng phải có cái điện thoại liên hệ với thầy để xem tình hình thế nào, mà cũng không thấy các bạn liên hệ luôn. Rồi lớp mình thì chỉ có mình Nguyễn Quang Huy là mở cam thôi, còn những bạn khác thì sao nhỉ? Nguyễn Quang Huy là số 10 đúng không em? Dạ đúng ạ. Rồi ok. Em xin phép em không mở cam. Tại sao vậy? Đang liệt chỗ mà cam lên nó tục lắm. Rồi Hoàng Quân có theo dõi được không? Theo dõi kịp nổi Được rồi. không? Ok, rồi tốt. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Tại vì chờ các bạn cũng khá lâu rồi. Nhưng mà số lượng các bạn vào học thì không có được nhiều. Minh Thuận mới vào em. Dạ. Sao hôm trước mình vắng 3 buổi liên tục vậy Thuận ơi? Em lên bệnh viện rồi, đang kiểm tra cái chân phải của em. Bị Em nằm gì? đó khoảng dạ Bị gì em? dạ hồi năm trước em bị đứt dây chằng chéo ấy, À. em phẫu thuật xong rồi năm sau em tái được tái tái khám ấy, nên phải ngồi viện 3 đến 5 ngày để kiểm tra lại. Không không có trên bệnh viện không có net em. Bệnh viện mình có net, mình vẫn có thể là vào tham gia được lớp học đó em. Tham gia rồi mình nghe để mình biết, rồi hôm sau mình về mình theo dõi bài cho nó dễ. Rồi có lên tái khám gì gì lại nữa không? Xong rồi em mới em về từ hôm qua rồi. Rồi đi lại đồ bình thường không em? Em bị tê một phần chân rồi. Mà hồi đó là bị tai nạn hả? Em cái nhảy cao ấy, em nhảy sao mà đứt đứt dây chằng chéo bên gối phải ấy, nên phải phẫu thuật nối lại. Với cái gót chân của em cũng bị đứt luôn, em đứt hai dây luôn. Nguy hiểm quá vậy. Rồi. Là mình học thể dục nhảy cao hả? À, đúng rồi. Ồ. Là lúc đó học 12 ha. À, đúng rồi, học năm cuối 12. Bởi nhiều khi cũng cũng khó quá ha. Giờ mà không thể dục không thể thao thì cũng không được. Mà thể dục thể thao đôi khi nó có sự cố xảy ra cũng không biết đường đâu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài hướng dẫn bài lắp 3. Các bạn sẽ theo dõi. Mọi người đã làm lắp 3 đến đâu rồi? Hôm nay là hết deadline lắp 3 chưa ta? Hôm nay đúng không? Hôm nay buổi mình là buổi thứ 6. Đúng rồi. Buổi thứ sáu là buổi cuối của lớp 3. Rồi có một người mở mic duy nhất cho nên là thầy cộng điểm cho bạn Quang Huy. Đơn giản vậy thôi. Đó. Mọi chuyện cộng điểm chúng ta học hành hoặc là một cái sự phối hợp. Cái này chúng ta gọi là sự phối hợp kết hợp với giảng viên, tinh thần học tập. Cho nên là giảng viên đều có
có thể là cộng điểm với những cái lý do như vậy, chứ các bạn đừng có nghĩ là thầy cộng điểm với một cái lý do không chính đáng nha, hoàn toàn chính đáng. Cái này nó thuộc về sự hợp tác của các bạn, nó thuộc về gì đó thì mới nói quên rồi, tinh thần học tập. Rồi chúng ta sẽ vô bài. Lớp 3, lớp 3 của hôm trước thầy có yêu cầu các bạn là xuất cái file ra đó. Rồi thì cái chỗ mà giảng viên cho thêm này nè, thầy sẽ sửa lại là sẽ xuất cái file ra nha. Này là ba la mã đúng không? Bài 2. Rồi trong này nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là các bạn sẽ xuất lược đồ quan hệ. Trên MySQL ra định dạng dòng lệnh. Đó, tức là ra cái định dạng dòng lệnh SQL. Và cái nữa là nó là hai bài, hai điểm cuối ha. Rồi chúng ta sẽ đi vô cái bài đầu tiên. Cái này hôm trước chúng ta làm rồi, bây giờ thầy làm lại với cái mức độ chi tiết hơn, mức độ chi tiết hơn thì chúng ta xem thử là mình sẽ làm nó như thế nào. Rồi ở đây chúng ta sẽ làm câu 1. Như vậy trên thư mục này thầy tạo bài lab 3, new folder lab 3 create. Ồ, bị nhầm, lab 3 này là con của trên này. Đây, new folder lab 3. Rồi chúng ta vô lớp 3, chúng ta chọn new diagram, chúng ta chọn câu 1, chúng ta dùng ER diagram ha. Nó có một cái nữa là relation schema, thì cái này là tạo cái cơ sở dữ liệu quan hệ luôn á các bạn, tạo các bảng luôn á. Rồi ok, mở này ra. Ngay trong này chúng ta sẽ phân tích thực thể. Ở đây chúng ta có công ty bất động sản có một văn phòng tại nhiều địa điểm ha, một số văn phòng tại nhiều địa điểm có nghĩa rằng công ty này có nhiều văn phòng ha, một công ty bất động sản. Cho nên cái chỗ này, cái chữ công ty bất động sản này nó chưa phải là một thực thể các bạn, cho nên mình chưa có hình thành cái thực thể chỗ này, mà mình chỉ có là văn phòng là thực thể nè.
mình sẽ phân tích ở chỗ này nhé. Nó là hai Berlin. Văn phòng là một thực thể. Mỗi văn phòng gồm hai thông tin là mã số văn phòng và địa điểm đặt trụ sở. Mã số văn phòng và địa điểm. Đó là những cái mà mình cần quan tâm đối với lại văn phòng. Mỗi văn phòng có một nhân viên trực thuộc, một số nhân viên trực thuộc. Mỗi văn phòng có một số nhân viên. Có một số, như vậy có thể là có một hoặc nhiều nhân viên. Mỗi nhân viên thì có mã số nhân viên và tên. Với mỗi văn phòng có một nhân viên làm trưởng phòng. Nhân viên làm trưởng phòng. Và một nhân viên có nhiều người thân, nhiều thân nhân. Đó. Thông tin về thân nhân gồm tên, ngày sinh và mối quan hệ với nhân viên. Như vậy ở chỗ này, một nhân viên có thể có nhiều người thân và một người thân có thể có nhiều nhân viên. Bởi vì một gia đình có thể là hai chị em, hai anh em vô làm cùng cùng một công ty. Cho nên chỗ này nó là quan hệ nhiều nhiều. Nó có danh sách sản phẩm bất động sản. Sản phẩm bất động sản. Thông tin gồm có mã số bất động sản và địa chỉ của bất động sản. Mỗi bất động sản được rao bán tại một và chỉ một văn phòng. Đó. Ví dụ như là một nhân viên thì chỉ có một và chỉ một phòng ban. Cho nên người ta cố tình người ta đưa lên một và chỉ một đó. Mỗi văn phòng có nhiều bất động sản rao bán và có thể không có bất động sản nào. Chú ý cái chỗ này, không có bất động sản nào. Mỗi bất động sản có một chủ sở hữu. Chủ sở hữu xác định bằng mã số chủ sở hữu. Và một người có thể có nhiều bất động sản. Có thể có nhiều bất động sản. Gồm có tên, địa chỉ và số điện thoại. Rồi đó là tất cả những gì mà liên quan đến bài 1 của mình. Đó, các bạn note lại được rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải phân tích ở mức độ khái niệm. Mức độ này là mức độ khái niệm. Để chúng ta đưa vào mức độ logic. Đưa vào nó về mức độ logic. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển thành mức độ vật lý. Rồi mức độ logic của chúng ta sẽ đi lần lần. Một văn phòng có mã số văn phòng và địa điểm. Như vậy ở chỗ này khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Việt không dấu luôn. Giống như là chúng ta đặt tên trường luôn. Thì lúc mà chúng ta chuyển qua thực thể thì nó ok. Còn không thì chúng ta đặt có dấu cũng được. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ đặt là văn phòng. Văn phòng. Và trong văn phòng này thì nó có mã số văn phòng và địa điểm. Địa điểm các bạn chọn Achievable luôn nha. Là nó tự nói cho mình luôn. Mã số văn phòng. Rồi mình add một cái khác nữa. Địa điểm hoặc là địa chỉ gì cũng được. Rồi sau đó mình sẽ sửa sau. Địa điểm, địa chỉ. Rồi bây giờ mỗi văn phòng có một nhân viên. Như mình sẽ tạo nhân viên. Nhân viên gồm có mã số nhân viên và tên. Mình tạo thêm một cái entity khác là nhân viên. Rồi trong nhân viên mình có mã số nhân viên. Mã số nhân viên và tên nhân viên. Mã số nhân viên, tên nhân viên.
Ở đây mỗi văn phòng có một số nhân viên, như vậy mình sẽ tạo một cái mối liên hệ giữa văn phòng và nhân viên. Rồi chỗ này mình sẽ có một cái relation là có cái gì connect lại. Bây giờ ở cái có này nè, người ta nói là mỗi văn phòng có một nhân viên, như vậy đây là văn phòng nè, nhân viên nè. Thì ở chỗ này nếu như mà chúng ta ghi là thì là văn phòng của chúng ta sẽ điều chỉnh mỗi văn phòng có thể có một hoặc nhiều nhân viên, được chưa? Mỗi văn phòng có thể có một hoặc nhiều nhân viên và mỗi nhân viên chỉ có duy nhất một văn phòng, minimum là một, maximum cũng là một. Như vậy mỗi nhân viên chỉ có duy nhất một văn phòng. Đó, rồi chúng ta bấm cái edit này tắt đi, được chưa nào? Mỗi nhân viên có duy nhất một văn phòng. Như vậy chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ đọc cái gì? Văn phòng có một hoặc nhiều nhân viên, mỗi nhân viên có một nhiều văn phòng, tức mỗi nhân viên sẽ thuộc một văn phòng thôi, không có thuộc nhiều văn phòng. Tiếp tục, nhân viên có một người làm trưởng phòng. Như vậy thì một nhân viên làm trưởng cho một phòng và một phòng chỉ có một nhân viên làm trưởng phòng thôi. Cho nên chỗ này chúng ta thêm một cái quan hệ nữa. Thêm một cái quan hệ nữa. Quan hệ này là quan hệ trưởng phòng. Quan hệ này là quan hệ trưởng phòng. Trưởng phòng này có quan hệ đến văn phòng như thế nào? Có quan hệ đến văn phòng như thế nào? Trưởng phòng, chúng ta cũng điều chỉnh cái số lượng. Mỗi văn phòng có duy nhất một trưởng phòng và một nhân viên này làm trưởng phòng cho duy nhất một phòng. Đó. Ở chỗ này tùy theo nha. Đó. Mỗi văn phòng có một nhân viên làm trưởng phòng. Chỗ này người ta chỉ nói là mỗi văn phòng có một nhân viên làm trưởng phòng. Như vậy thì chỗ này tùy theo công ty, một công ty có thể kiêm nhiệm 2-3 phòng, thì nếu như mà tối đa 2 phòng thì các bạn ghi đây là 2. Một nhân viên có thể làm tối đa quản lý 2 phòng thì mình ghi là 2. Còn nếu như mà bắt buộc mỗi nhân viên chỉ được phép quản lý một phòng duy nhất thôi thì chúng ta ghi là 1. Đó, như vậy mình nhìn vào đây mình sẽ đọc được cái ý đồ của cái công ty này muốn quản lý như thế nào. Nhìn vào cái lực đồ quan hệ mình sẽ thấy được ý đồ quản lý của công ty nha các bạn. Ý đồ quản lý của công ty, công ty này muốn một nhân viên làm trưởng phòng cho một văn phòng và một văn phòng thì chỉ có duy nhất một người làm trưởng phòng thôi. Như vậy thì các bạn sẽ thấy được cái lực đồ quan hệ của mình nó thể hiện. À, một nhân viên có thân nhân, bây giờ mình sẽ thêm thân nhân là vợ con, thông tin thân nhân là tên, ngày sinh, mối quan hệ. Như vậy mình lại thêm một cái thực thể nữa là người thân hoặc là thân nhân. Thân nhân, trong thân nhân này mình có tên thân nhân, rồi mình có ngày sinh và mối quan hệ. Chú ý chỗ này nha, bởi vì khi mà chúng ta có tên thì chúng ta có quản lý được thân nhân hay không thì tí nữa chúng ta sẽ nói sau, còn bây giờ trong đề nó có gì chúng ta làm đó. Chúng ta thêm thực thể nữa là ngày sinh, trong đề có gì chúng ta làm như vậy. Chúng ta thêm một thực thể nữa là mối quan hệ. Rồi đây là những cái gì mà liên quan đến thân nhân.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái relationship cho cái quan hệ này. Quan hệ này chúng ta để là có đi. Nhân viên có thân nhân và thân nhân có nhân viên. Như vậy thì khi mà cái thân nhân này xuất hiện, nếu trong công ty có nhân viên, ít nhất là một nhân viên. Cho nên chỗ này không có trường hợp không có nhân viên nào nha. Đó. Cho nên là ở chỗ này chúng ta sẽ là có nối vào connect vào rồi chúng ta sẽ xử lý cái này như thế nào đây. Một nhân viên có thể có một hoặc nhiều thân nhân, một thân nhân có thể có một hoặc nhiều nhân viên, đúng không nào? Một thân nhân có thể có một hoặc nhiều nhân viên bình thường. Đó, bình thường một hoặc nhiều. Rồi. Công ty có danh sách sản phẩm bất động sản, trong đó có mã số và địa chỉ sản phẩm bất động sản. Mình sẽ thêm một cái thực thể. Sản phẩm động sản. Trong sản phẩm bất động sản này có mã số bất động sản, thêm một cái nữa, địa điểm hay là địa chỉ gì đó cũng được, địa điểm bất động sản, địa chỉ bất động sản. Mỗi bất động sản rao bán tại một văn phòng và mỗi văn phòng có thể có nhiều. Như vậy chỗ này mình sẽ để quan hệ đối với văn phòng là bán. Rồi connect vào. Mình sửa cái connect này. Mỗi văn phòng, ở đây mình sẽ có văn phòng. Mỗi văn phòng có thể bán không nhiều bất động sản. Mỗi văn phòng có thể không có bất động sản nào. Thấy chữ không có bất động sản nào. Như vậy chỗ này mỗi văn phòng có thể có không hoặc tối đa là N bất động sản. Mỗi sản phẩm bất động sản chỉ bán duy nhất tại một văn phòng. Chỉ bán duy nhất tại một văn phòng. Mỗi bất động sản, sản phẩm này chỉ bán duy nhất tại một văn phòng. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có gì nữa nào? Mỗi bất động sản có một chủ sở hữu. Chủ nhân được xác định bằng mã số sở hữu. Bây giờ mình sẽ có sản phẩm. Mình sẽ có một cái thực thể nữa. Chủ sở hữu. Chủ sở hữu. Chủ sở hữu của mình sẽ có là tên, địa chỉ và số điện thoại. Tên, chủ sở hữu, địa chỉ, chủ sở hữu, điện thoại, chủ sở hữu, tên, địa chỉ và điện thoại chủ sở hữu. Bây giờ hai cái này nó liên kết với nhau như thế nào? Liên kết mỗi chủ sở hữu được xác định bởi một chủ sở hữu, một người có thể có nhiều. Chỗ này mình để là có đi. Mỗi người có thể có nhiều connect vào. Nhiều sản phẩm. Rồi, cái có này mình sẽ định nghĩa lại. Một sản phẩm chỉ có duy nhất một chủ sở hữu.
Một chủ sở hữu sẽ có một hoặc nhiều sản phẩm. Đấy, như vậy các bạn thấy là sau khi mình thiết kế lược độ quan hệ xong thì chúng ta sẽ có nó như thế. Đó. Còn thiếu gì nữa không? Các bạn thấy còn thiếu gì nữa không? Mình còn cần bổ sung gì nữa không mới được? Còn thiếu gì cần bổ sung không? Rồi, đó là tất cả những gì mình có. Được chưa? Lưu lại. Và các bạn có thể export nó ra phần image. Save. Hiển thị trong thư mục. Đổi cái image này lại nha. Cut. Com. Số thứ tự ví dụ của thầy là 00 đi. PH172 00. Tên. Rồi, vô trong này thầy sẽ tạo một cái là lab 3. Cái hình đó vô đây. Lab 3 tại 1. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã có được lab 3 bài 1 đối với lại cái sơ đồ RD của chúng ta. Bây giờ đối với lại bài 2 thì người ta sẽ yêu cầu cái gì? Bài 2 đối với lab 3 yêu cầu gì? Sơ đồ RD của bài 1, chuyển thành lược đồ quan hệ cho cơ sở dữ liệu và xác định khóa chính, khóa ngoại cho bảng. Xác định khóa chính và khóa ngoại cho bảng. Như vậy ở chỗ này các bạn có được cái lược đồ này rồi. Chúng ta sẽ quay trở ra document của mình. Quay trở ra nha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình đang làm lab 3, nó có câu 1, mình đừng có click vô đây nhé. Các bạn click chuột vô 3 chấm nè. Ha. Các bạn chọn convert to relation schema. Cái này mình thấy nó quen quen không ta? Cái này mình tạo ở đâu? Tạo trong MySQL nhé. Cái này mình tạo trong MySQL nè. Rồi, mình cũng chọn là câu 1, nhưng mà mình để thêm chữ schema vô để cho nó phân biệt, cho nó dễ thấy thôi. Chứ còn bản thân là tự nó thấy rồi, mình không cần thêm, nó cũng có sự khác biệt rồi. Ha. Một là RA, hai là RA and edit. Mình chọn RA and edit nha. Hoặc là RA trước cũng được. Như vậy thì các bạn nhìn ở đây nó để là ER diagram và dưới này là relationship schema, thì nó đã có sẵn rồi. À, nó phân biệt với nhau rồi, câu một với nhau cũng được, nhưng mà mình phân biệt vậy để mình dễ thấy. Còn ví dụ như ở đây mình sẽ rename lại. Ở chỗ này mình thêm chữ diagram vô. Đó, để cho nó tường minh hơn ha. Tường minh hơn. Chứ không có gì hết. Rồi bây giờ vô phần schema này. Các bạn thấy là khi mà nó convert qua, nó đã convert hết tất cả những cái mà mình đã làm ở bên này, năm thực thể đúng không? Năm thực thể. Đây. Ở bên này mình có nè, năm thực thể. Đó, năm thực thể. Nhưng mà tại vì sao mà nó không có tạo được quan hệ cho mình? Tại vì sao nó không tạo được quan hệ? Tại vì hiện nay chúng ta chưa có cái gì là khóa chính cả. Chưa có đặt khóa chính. Ví dụ văn phòng, chúng ta sẽ đặt khóa chính cho nó. Mã văn phòng là khóa chính, chúng ta lưu lại. Thì các bạn thấy là mã số văn phòng nó đã xuất hiện gạch chân. Rồi đối với nhân viên, chúng ta cũng đặt khóa chính là mã số nhân viên.
đối với thân nhân thì hiện nay chúng ta lại thiếu thiếu à. Còn một cái nữa, khi mà nó chuyển qua rồi thì cái văn phòng này nè, tất cả kiểu dữ liệu nó đều kiểu in hết, địa điểm mình đổi lại kiểu va cha, địa điểm đổi lại kiểu va cha rồi, nhân viên, tên nhân viên chúng ta cũng đổi lại kiểu va cha rồi. Bất động sản thì có mã bất động sản là case, rồi sau đó địa chỉ chúng ta cũng để là va cha, rồi chủ sở hữu, hồi nãy người ta để tên, địa chỉ, số điện thoại. Còn bên này thân nhân cũng có ngày sinh và mối quan hệ. Như vậy bản thân hai bên này nè, nó đang thiếu cái primary key, tức là chủ sở hữu thì nó có mã chủ sở hữu. Ở bên bên đề có không hay là thầy bị thiếu? Ồ, vậy là bên đề thầy thiếu rồi, sorry. Vậy là bên đề thầy thiếu rồi nhé. Như vậy bên đề thầy thiếu, các bạn lúc nãy cũng không nhắc thầy luôn. Điện thoại chủ sở hữu, chỗ này nó có mã số chủ sở hữu. Hồi nãy thầy làm xong thầy hỏi là xong chưa, còn thiếu gì không, mấy đứa không bổ sung giúp thầy với, hay là không theo dõi? Alo, hồi nãy là mình Chắc không theo dõi hả? nhìn không ra thì ơi. Nhìn không Chắc nhìn ra không ra. hả? Ừ, rồi mình thiếu chủ sở hữu, khi mình làm là mình phát hiện ra liền đúng không? Rồi bây giờ cái câu này mình tạm thời mình để đó đi. À, nó bị thiếu rồi, cái câu này mình để chỗ này là thiếu, mình sẽ quay lại tạo lại. Rồi mình tạo lại cái câu này để cho nó ra cái đầy đủ nè, convert create and edit luôn. Rồi như vậy chỗ này mình sửa lại văn phòng, hồi nãy mình thêm cũng được, nhưng mà cũng không nên thêm, bởi vì mình sửa cho hai bên nó giống nhau luôn. Địa điểm mình chọn va cha, rồi nhân viên chọn primary, save này thành va cha, cái này mình chuyển thành câu lệnh SQL được luôn nha mấy đứa. Rồi sản phẩm bất động sản nó sẽ có mã số bất động sản, địa điểm va cha, chủ sở hữu, tên, địa điểm, điện thoại, mã số chủ sở hữu, set nó thành key, nó tự động nó đưa lên trên. Tên va cha, địa chỉ va cha, số điện thoại này cho va cha luôn, bởi vì nó có số 0 phía trước cho nên là mình phải. Rồi ok, thân nhân rồi, thân nhân bây giờ thân nhân của mình, thì mình sẽ thấy là nó không có cái gì để mà làm mã hết, mình phải thêm vào, bởi vì để quản lý được thân nhân thì mình cũng phải cho người ta một cái mã số, chứ nếu không có mã số mình đâu có biết là người đó là thân nhân của ai. Đó. Như chỗ này các bạn sẽ thêm thêm vào đúng không? Ví dụ tên mình đổi thành va cha rồi nè, ngày sinh mình có thể đổi thành date nè, mối quan hệ mình để là va cha nè. Rồi như vậy chỗ này cái mối quan hệ này nè mấy đứa, sau này các bạn có thể là để đồng nhất dữ liệu chứ, đồng nhất dữ liệu. Như vậy quan hệ cũng có thể là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đúng không? Nó có hai loại cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ, rồi con cái rồi anh chị em. Như vậy thì ở cái chỗ quan hệ này các bạn rất chú ý giúp thầy nè, sau này các bạn làm lập trình á thì các bạn phải bắt đầu từ đầu những cái này để mình không bị nhầm lẫn. Ví dụ như quan hệ mình có là cha mẹ,
Rồi nó có nữa là cha mẹ vợ chồng. Cha mẹ này mà không phải là cha mẹ ruột mà cha mẹ của vợ hoặc chồng. Rồi, nó có một cái nữa là vợ hoặc chồng. Rồi có một quan hệ nữa là con, anh chị em. Rồi, đó là những cái quan hệ huyết thống của mình thường chúng ta sẽ đưa vào gọi là thân nhân. Vậy thì khi mà các bạn để cái trường quan hệ này là kiểu test á, kiểu test thì người ta sẽ nhập vào một cách rất là tùy tiện, muốn nhập kiểu gì cũng được hết, đúng không nào? Đó, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, vợ chồng, nói chung là người ta nhập nó không nhất quán. Cho nên tốt nhất thì sau này các bạn đi ra trường đi làm, các bạn có thể mã hóa cái này thành số 1, thành số 2, thành số 3, thành số 4, thành số 5. Đó, để mình quản lý cơ sở dữ liệu cho nó dễ. Sau này mình so sánh, mình query nó ra. Thì mình query quan hệ bằng một, tức là mình biết à đó là cha mẹ ruột. Query quan hệ bằng 3 thì mình biết nó là vợ chồng. Cái này là cách để mà nhập liệu ha. Thì cái này thầy chú ý thêm thôi, để các bạn chú ý là sau này mình làm. Rồi một cái nữa là các bạn có thể dùng cái này thành combo box để các bạn nhập liệu, chứ đừng có để người ta tự nhập. Đó, nguyên cái combo box, đưa cái hộp thoại ra, đưa cái hộp thoại ra, rồi có cái dấu tam giác chỗ này nè. Đó thì người ta chọn để nhập vào, chứ còn nếu như mà các bạn để người ta tự nhập là đến một lúc là mình sẽ rất là khó để quản lý cái đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm thêm một cái này là mã số thân nhân, mã số thân nhân, và mã số thân nhân này mình cho kiểu va chạm luôn. Rồi mình xác cái primary của nó là mã số thân nhân là primary. Rồi bây giờ chúng ta có thể connect lại, connect một nhân viên, connect với một văn phòng. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta connect như vậy có đúng không, có đúng không? Mình nhìn kỹ lại coi, nếu không đúng thì mình connect ngược lại, mình connect ngược lại undo, mình connect từ đây qua, mình thấy có vẻ là hợp lý hơn đúng không nào? Một văn phòng thì cái mã số của văn phòng này sẽ đưa vào cái mã số của nhân viên, tức mình nhìn vào nhân viên mình sẽ biết được là nhân viên đó thuộc văn phòng nào. Còn mình muốn thống kê văn phòng đó có bao nhân viên thì lúc đó chúng ta kết hợp hai bảng này lại chúng ta sẽ có được. Rồi ví dụ người thân thì chúng ta có mã số người thân, thì chỗ này connect chúng ta đưa qua đây mã số người thân. Rồi ai nhắn cái gì giờ này mới vô hả? Rồi tiếp tục, bây giờ mã số sản phẩm, sản phẩm thì có một địa điểm của văn phòng, như vậy mình connect cái này qua đây. Mã số văn ở chỗ này, một bất động sản có chủ sở hữu. Vậy cơ bản là các mối quan hệ chúng ta đã kết hợp thành công. Rồi chúng ta lưu xong rồi ha, quay trở ra kia thấy hay không? Đó, và các bạn copy cái code này, copy code này đây, ni cho thầy một cái file test, ni cho thầy một cái file test.
Mở cái test này ra, dán vô. Rồi. Cái file này nè, các bạn chọn file share. Nháy kép nha, nhớ có nháy kép, nhớ giùm thầy nha, nháy kép. Lab 3. Câu 3. Đây là câu 3. Câu 3, câu 3 1 đi ha. Rồi, mình làm ở bên này là chấm SQL này chứ. Chấm SQL, nháy kép. SQL nháy kép. Lưu lại. Mình thấy nó có cái khác nè. Cái này nè. Lưu với đuôi SQL nha. Rồi cái này là lưu với file test bình thường. Như vậy cái này mình có thể mở trong MySQL được nha các bạn. Mở trong MySQL được luôn. Đó. Mình mở bằng MySQL. Cái này là nó đang hiểu bằng Visual rồi. Visual Code rồi. Đó, mở bằng Visual. Mình có thể chạy Visual Code này để mình tạo cái bảng được luôn. Rồi, các bạn làm đến đây trước đi. Các bạn thực hành lại giúp cho thầy cái. Chúng ta sẽ làm tiếp. Ok chưa các bạn? Thực hành lại nha.
Hay thầy. Thầy ơi. Nghe. Thầy làm lại cái chỗ import ra file nó bé đi thầy. Ít bọt ra hả? Rồi, ok. Phần export ra các bạn ra được cái lệnh SQL rồi các bạn lưu ở đâu là chuyện tùy mình. Để thầy chép lại cái chỗ này. Tại lúc nãy mình làm sai mà mình export ra cái hình nó sai á. Nên mình sửa lại chỗ này. Hình của mình nó thiếu cái mã số của chủ sở hữu á. Rồi, ok. Rồi bình thường mình sẽ có ở đây nè. Mình soạn cái này xong đúng không? Mình lưu lại. Rồi mình ra ngoài. Mình chuyển nó thành schema được không? Chuyển được không mấy đứa? Được. Ok. Cái này. Mù trắng. Như vậy mình đã chuyển thành schema được rồi nè. Thì ở đây khi mà bạn đã chuyển schema, bạn đã sửa xong hết mọi thứ rồi á, thì lúc này chúng ta quay trở ra document lại. Quay trở ra lại nó mới có được cái chỗ import nha. Đó, chứ trong này nó chỉ có import image thôi. Đó, bạn có thể chuyển thành file ảnh, bạn có thể đổi tên vân vân. Bây giờ mình sẽ quay trở ra lại. Thì ngay chỗ schema này nè, mình sẽ tích dấu ba chấm. Nó cho mình là generate SQL. Đó. Rồi, chỗ này nó chỉ cho mình copy thôi. Một là đóng, hai là copy hết rồi. Như vậy khi mình copy xong mình làm gì tiếp đó là chuyện của mình ha. Copy xong là mình làm gì tiếp đó là chuyện của mình. Bây giờ mình làm gì tiếp? Mình tạo một cái file để mình lưu tạm đó ha. Bởi vì cái đoạn này khi mà mình mở lên mình lưu đó, thì nó ở cái dạng là tép thông thường, nó chưa lưu ở cái dạng file SQL. Rồi sau khi mình lưu lên thì mình chọn save lại. Nếu mà bạn ghi là abc.sql là nó không có nghĩa nha. Bởi vì cái SQL này nó chấm vậy thôi chứ nó không có vậy cái này ok, nó chấm được luôn rồi, không cần nháy kép nó cũng tự hiểu luôn. Ok, vậy thì tốt rồi. Mà lưu lại với cái tên mới với cái đuôi là chấm SQL thì nó sẽ hiểu được cái sụp của mình. Rồi, bây giờ ở cái phần câu 2 á, ở phần câu 2 của bài lab nè, người ta nói là chuyển lược đồ quan hệ. Thì cái lược đồ quan hệ của mình là cái hồi nãy là câu 2 là chỗ nào? Câu 2 là chỗ này. Đây là câu 2. Lược đồ quan hệ của mình nè. Đó, có thể là mình đưa cái này qua đây. Văn phòng nằm giữa. Đó. Rồi. Mình sẽ export cái này ra. Export cái này ra. Ba bài một, bài một hay là câu câu một
3 câu 2. Cấp 3 câu 3. Mình có 3 cái. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Rồi. Mình sẽ thể hiện cái câu 3 này bằng MySQL. Bằng MySQL. Mở MySQL ra. Mở MySQL ra. Để chuyển tải cái câu này vào MySQL của mình. Làm mấy câu này trước đi. Rồi tí nữa thầy sẽ chỉ đến cái phần đó. Bạn nào mới vô điểm danh nha, điểm danh để thầy điểm danh lại lần nữa nè. Cũng quên mà dạy để học được là tốt rồi. Rồi có thêm có một bạn nè. Rồi những bạn ở trên này là thực sự là vắng luôn rồi đúng không? Rồi Quang Huy này không biết làm sao ta. Quang Huy số 11. Số 11. Ủa sao 11 không? Nguyễn Quang Huy này hả? Này Nguyễn Quang Huy nào đây? Nguyễn Quang Huy này là số 10 hay số 11 đây? Alo. Nguyễn Quang Huy số 10. Em nhắn cho thầy một tin trong Zalo group lớp rồi coi thử em là ai vậy. Số 10 đâu rồi, có số 10 không? Đây số 10 đây rồi, ok. Rồi số 11 Nguyễn Quang Huy. Hay em. Thấy thầy nha. Xem là lúc re cái khúc mà ít bọt re phải ít quy lỡ này nó báo lỗi này à? Nó lỗi thì sao? Dạ để xin khúc chỗ này thầy ạ. À, ám gì này, nó báo lỗi gì này. Rồi em vô lại cái file đó thôi. Nó có cái chữ go đó là cái gì đó, chữ gì đó. Đó là cái gì? Xóa đi. Delete đi. Rồi khoan, vậy là nó sai bên kia của em luôn rồi. Em vô document quay lại cái ERD coi. Yeah. Kéo gọn gọn lại đi. Em để rộng quá trong khi là mình nhìn nó không có được rõ ràng lắm. Và sao tự nhiên nó xuất hiện cái thực thể có gì đâu. Có.
Rồi đóng lại. Rồi đó cái mình lại. Vậy vô cái thằng Sima hồi nãy á, nó dư cái có đó. Cái này nó chuyển không được đó. Dư thực thể đó không biết ở đâu ra vậy, xóa cái thực thể đó đi. Xóa lại. Ừ. Mình có 5 thực thể thôi mà. Rồi, chuyển quay trở ra chuyển lại cho. Nó bắn lỗi nè. Vô lại thôi. Tăng nhân. Thân nhân em chưa tạo thêm cái mã thân nhân. Thêm, add thêm. Ừ, mã thân nhân. Mấy cái kiểu dữ liệu á, có trùng không nha? Mấy kiểu dữ liệu mấy bạn phải sửa lại cho trùng kiểu dữ liệu hết. Kiểu dữ liệu em chưa sửa nào hết luôn nè. Tên rồi gì đó, sửa lại cho trùng hết. Có gì nó bằng lỗi này cũng lỗi hả? Dạ. Đây nhìn lại, nhìn lại cái của thầy coi, tại vì hình như thầy nhìn không có được rõ, nhỏ quá. Bây giờ nhìn lại cái của thầy đi coi thử mình có gì khác. Chắc là do quá trình làm của các bạn thôi. Nhìn lại một lần nữa nha. Bây giờ em cứ copy cái này vô đi, cái hình vô đi ha. Rồi, cái hình là thầy đã chuyển trên 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 mạng rồi nè. Đó. Cái hình là mình đã thầy đã chuyển trên mạng rồi. Cho nên là mình có thể xem lại cái hình này để mình coi thử là mà bạn em làm với thầy có gì khác không. Đó. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà thầy convert qua cái schema nè. Đó, thì thầy đã sửa lại vậy đây. Đó, cũng rất là dễ nhìn, để thầy zoom nhỏ zoom lớn lên. Đó. Nó chỉ có chừng đây thôi nè. Chụp hình lại đi. Thầy chuyển cái này qua cho em luôn. Thầy chuyển qua cho các bạn luôn. Export image như là mình có rồi đúng không? Thầy export câu 2 có luôn rồi nè. Để thầy đẩy lên Facebook cho mấy bạn, để mấy bạn nhìn cho nó rõ nha. Chỉnh sửa bài viết thêm ảnh vào câu 2. Vậy chỗ này thì để lớp 3 thôi. Đó, có câu 1, câu 2 luôn. Thì mình coi lại nó sai ở chỗ nào. Cơ bản là vậy thôi, bởi vì cái này nó dễ lắm. Cứ làm vậy thôi à. Ví dụ bất động sản thì trong đó là địa chỉ, mã số. Còn cái này là tự nó thêm vào nha. Tự nó thêm vào, mình không thêm. Mình kéo một cái mình thả là nó tự nó thêm vào luôn. Nó thêm vào cái khóa ngoại cho mình luôn. Tự cái là nó thêm vào khóa ngoại luôn. Chỗ này nè, chưa chưa đầy đủ nha. Tại vì nếu như mà mình thể hiện như vậy đó thì một nhân viên mình có một thân nhân thôi. Chứ nếu mình có nhiều hơn một thân nhân là có chuyện chỗ này nè. Đó, cho nên cơ sở dữ liệu của mình chỗ này cũng chưa ổn nha các bạn. Mình làm tạm đến đây thôi. Chứ nếu mình phân tích kỹ ra, nhiều nhiều là chưa được. Nhiều nhiều là chưa đủ. Cái này chỉ có một nhiều thì được. Một nhân viên. Nha. Chứ còn nếu như mà mình một nhân viên có nhiều người thân cái là mình không biết nhập vô đâu luôn á. Ví dụ mình có hai người thân thì mình nhập mã số người thân nó vô đâu. Rồi một người thân có nhiều
nhân viên rồi nhập vô đâu, quan hệ nó như thế nào đó, thì cái chỗ này là chưa được ổn á. Mình làm ở đây là bước tạm thôi, còn đến cái bài sau là mình phải phân tích kỹ hơn nữa đó. Em thử lại bài của em thử coi nhé Duy nha. Dạ dạ đem coi lại. Ừ coi lại đi. Thầy, cái câu 2 trong bài 3 này là tạo bảng trong SQL bản này. Đúng rồi.
Em nó đang giặt thì rồi các bạn, thầy đang đưa lên cho các bạn ở trên Facebook một cái file hướng dẫn thực hiện lớp 3 đó, các bạn xem cái file đó đầy đủ.
mỗi bạn làm một cái cơ sở dữ liệu để lưu giữ lại cho mình nhé, sau này mình làm những cái bài tiếp theo luôn. Ủa, bài 2 chuẩn hóa làm trên MySQL này. Cái chuẩn hóa đó thì mình làm bên cái phần cái ARAM cũng được. Chuẩn hóa tức là mình xem thử là cái của mình là nó có những cái trường nào và trường nào là làm khóa chính. Nhưng mà trong cái file hướng dẫn mà thầy đưa cho các bạn á, các bạn thấy cái file hướng dẫn chưa? File hướng dẫn mà thầy chuyển qua PDF rồi á. Thấy rồi. Ừ, cái này mình có thể làm trên Word cũng được. Tức là mình gõ ra công ty này là có công ty nè. Đây, để thầy chiếu lại. Cái phần chuẩn hóa này nó là đang ở cái phần lý thuyết, chưa có cài đặt. Cho nên mình làm bất kỳ ở đâu cũng được. Chưa có đưa vô SQL. Câu 2 về chuẩn hóa thì mình làm ở phần Word cũng được luôn, chính phần Word cũng được luôn. Thì ở đây ở phía trên nè, mình xem là với cái công ty ở đây là chỗ này là có thêm công ty, có thể bỏ công ty này đi, tại vì ở trong đề thì người ta nói là có công ty thôi, còn nếu mà mình muốn quản lý thêm công ty thì mình đưa công ty vào
Rồi bây giờ của mình là tại đây là văn phòng nè, mã văn phòng, tên văn phòng, địa điểm. Ở chỗ này là tùy theo này. Một công ty là có một văn phòng rồi thì công ty với văn phòng mình có thể hiểu chung là nhau cũng được. Vậy tùy theo mỗi bạn làm. Vậy chỗ này mình có thể bỏ qua công ty đi. À, văn phòng để thầy sửa lại chỗ này tí xíu. Sửa lại cái đợi thầy tí nha. Đây. Công ty này bỏ đi. Mã công ty. Rồi. Thì lưu lại cái file này thì gửi lại. Gửi lại vô Facebook. Ủa cái này nó có cho mình cập nhật mà cập nhật chỗ nào mấy đứa? Nó cho mình cập nhật file đến kèm á, nó kêu version 1, version 2 á. Không được hả? Hướng dẫn lắp và V2 nha, tức là thầy bỏ cái công ty đi. Rồi, như vậy mình có văn phòng, có mã văn phòng, tên văn phòng, địa điểm, nhân viên, mã nhân viên, họ, tên, tùy theo mình nha. Nếu như mình muốn nó tách cái này ra là thuộc tính đơn, thì chúng ta sẽ tách ra họ tên. Còn nếu mình để nó thuộc tính đa họ và tên luôn, thì mình để. Cái này là tùy theo mỗi người thiết kế. Cái này không có quan trọng. Rồi, đến có mã văn phòng. Mã văn phòng là một người làm ở văn phòng nào. Người thân, có mã người thân, họ tên, ngày sinh, quan hệ, mã nhân viên. Tức là nhân viên, người thân này có mã nhân viên là ai. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta đang nói hồi nãy, tức là chúng ta đang làm ở cấp độ này là quan hệ một nhiều. Một nhiều. Ví dụ mình để ở trên là mã nhân viên nằm ở trên, thì một nhân viên có thể có một người thân. Còn mình để nhân viên mã nhân viên ở dưới, tức là một người thân có thể là có một nhân viên, chỉ có một thôi. Mình có nhân viên thứ hai là không được. Như vậy mình nhập vô đây là nó sẽ trùng, nó sẽ trùng đó. Thì ở đây mình cứ tạm thời như vậy. Rồi sản phẩm, sản phẩm thì ở đây là cái sản phẩm bất động sản đó. Mã sản phẩm, tên sản phẩm. Rồi khách hàng. Khách hàng là cái chủ sở hữu đó. Chủ sở hữu các bạn. Khách hàng là chủ sở hữu. Như vậy đặt cái tên ở đây là khách hàng. Còn mình có thể là đặt chủ sở hữu cũng được. Rồi hóa đơn. Hóa đơn là gì? Là có mua, có bán ha. Cái này là mình tạo thêm để mình quản lý cơ sở dữ liệu của mình. Hóa đơn là gì? Là mình có mã hóa đơn, rồi mã sản phẩm, tức là mã bất động sản, mã khách hàng là người nào mua, người nào bán, mã nhân viên là ai bán để sau này tính doanh số cho người ta, đơn giá bao nhiêu, ngày ký hợp đồng bao nhiêu, ngày giao bao nhiêu. Thì cái này có thể mình sẽ hình dung được, à, để mà quản lý được bất động sản mình phải tạo thêm một cái bảng nữa để mà cái quá trình giao dịch mới diễn ra được. Chứ còn nếu mà mình chỉ tạo chừng đó thôi là không đủ, không đủ để mà diễn ra cái quá trình giao dịch đó. Như vậy thì mình sẽ hình dung và có thêm một cái bảng hóa đơn. Bây giờ tất cả những cái bảng mà mình đã chuẩn hóa ở trên này nè, thì bắt đầu xuống dưới mình tạo bảng văn phòng, bảng công ty, rồi bảng văn phòng, văn phòng, mã công ty. Nếu như mà mình đã bỏ ở trên rồi thì dưới này mình bỏ cái mã công ty luôn. Rồi bảng nhân viên đó, được chưa? Rồi tạo trong này người ta cũng hướng dẫn cho mình tạo gì là bao nhiêu rồi.
và tạo cái lược đồ quan hệ. Cái này là đang tạo ở đâu đây? Các bạn nhìn cái hình là các bạn thấy là đang tạo ở đâu đây? SQLite Server. Cái này nè. Cái này là bên ứng dụng SQLite Server bạn ơi. Cái này là asset á. À asset. Ừ, cái này là đang tạo bên asset á. Tùy các bạn, tạo ở đâu cũng được, asset cũng được, SQL cũng được. Rồi. Tạo được cái lược đồ quan hệ của nó. Lược đồ quan hệ của nó. Rồi sau đó nhập liệu vào. Đó, như vậy là chúng ta xong. Nếu mà chúng ta nhập bên SQL thì chúng ta xuất cái câu lệnh SQL ra. Như vậy đây là hướng dẫn làm bài lớp 3. Lớp 3 của mình là cái phần này thầy cũng đã vẽ hồi nãy rồi nè. Thì tùy theo quan điểm của mỗi người thôi nha các bạn. Tại vì trong đề đó người ta nói không có rõ, không có rõ chỗ này. Cho nên có thể là đây cũng là một vấn đề mà bên bộ soạn thảo người ta cố tình như vậy các bạn. Cố tình. Tại vì khi mà các bạn đi ra thực tế đó, không phải là cứ cái gì nó cũng đơn giản, cái gì nó cũng tường minh, mà có thể có những cái khách hàng yêu cầu như thế đó. Nhưng mà về cái người triển khai, mỗi người triển khai một kiểu. Bởi vì thực ra nó là công ty mà có nhiều văn phòng á, thì mình mới cần phải có công ty. Một công ty có một số văn phòng tại nhiều địa điểm, như vậy thì mình có thêm công ty. Có một số văn phòng tại nhiều địa điểm, ok, thì mình thêm phần công ty vô cũng được. Thêm phần công ty vô. Đó. Công ty có một số văn phòng tại nhiều địa điểm. Như vậy công ty này nó có nhiều văn phòng đúng không? Nhiều văn phòng. Thì thực ra ở chỗ này nè, tùy theo nha các bạn, tùy theo hiểu nha, chứ không phải sai nha. Ví dụ chỗ này đi, có nhiều văn phòng thì có phải là cái văn phòng này nó là một thực thể. Mình có thể là văn phòng 1 địa điểm A, văn phòng 2 địa điểm B, văn phòng 3 địa điểm C. Như vậy là có nhiều văn phòng chưa? Vậy mình có cần tạo thêm thực thể là công ty không? Có không? Nếu như mà mình không có thực thể công ty, mình có quản lý được cái mình đang cần không? Hello mấy đứa. Nếu mà cái sơ đồ của mình không có công ty nè, mình có quản lý được cái mình đang cần mà theo đề người ta nói không? Một công ty có nhiều văn phòng. Chứ đâu mình đâu có quản lý nhiều công ty đâu, có một công ty duy nhất à. Như vậy nếu mà quản lý nhiều công ty á, thì nó có là văn phòng đó thuộc công ty nào, thì mình mới thêm một cái thực thể là công ty. Còn cái của mình là chỉ có một công ty duy nhất thôi, và công ty đó có nhiều văn phòng, thì đây là đã thể hiện được nhiều văn phòng rồi. Được không? Các bạn hiểu được cái chỗ này không? Tại sao là có thêm thực thể công ty và không có thực thể công ty? Nó khác nhau cái gì? Nó khác cái ý nghĩa rồi. À, tức là mình thêm vô để cho nó, khi nào mà mình quản lý nhiều công ty á, thì mình cần phải thêm thực thể công ty vào để mình quản lý. Ví dụ công ty A nó có 3 văn phòng, công ty B có 2 văn phòng, công ty C có 1 văn phòng, công ty D có 7 văn phòng. Như vậy thì lúc đó chúng ta thêm một thực thể nữa là thực thể công ty. Còn nếu như mà chỉ có một công ty duy nhất mà công ty đó có nhiều văn phòng thì đây đủ rồi. Đủ rồi. Không cần thêm thực thể công ty đâu. Ha, tùy. Như vậy chỗ này thầy đã nói là đề này là mở. Cho nên là các bạn suy nghĩ thêm, cần thêm thì thêm. Còn không cần thêm thì bỏ cái thực thể công ty này đi. Bỏ ở đây thì bỏ dưới này luôn. Thực ra hiện nay chúng ta không cần. Bây giờ các bạn có thêm đi nữa thì thêm mã công ty, tên công ty, nó cũng vậy à. Nó đâu có tác dụng gì đâu. Bởi vì có một công ty duy nhất mà thêm thực thể làm gì? Hả? Thì chúng ta chú ý ở chỗ phân tích nha. Rồi đối với lại bài tiếp theo mà các bạn cần nghiên cứu là chúng ta sẽ có cái câu lệnh SQL bắt đầu vô phía này. Bắt đầu vô đây là chúng ta sẽ dùng lệnh rồi đó. Dùng lệnh hết rồi. Ngôn ngữ định nghĩa cơ sở dữ liệu. À, được rồi. Như vậy ở trong phần này
chúng ta sẽ nghiên cứu đến một cái ngôn ngữ là TSQL. Chúng ta sẽ nghiên cứu đến một cái ngôn ngữ này. SQL là viết tắt của từ Structured Query Language. Cái từ SQL này thì trong tiếng Anh người ta không đọc SQL các bạn, người ta đọc SQL, SQL gì đó, thì nghe không có rõ, mà không biết mấy đứa có nghe được không. Cái từ phát âm của SQL này nè, SQL phát âm như thế nào? Đó. Trong video này của Code School, hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao chữ SQL này vừa đọc là SQL, vừa có thể đọc là SQL. SQL. Thì trong nghề gọi là SQL, thấy có vẻ sành điệu thế nào ấy? Đến khi nghe các bậc anh chị trong nghề gọi là SQL, thấy có vẻ sành điệu thế nào ấy? Cho nên mặc dù chả hiểu lý do tại sao, nhưng tôi cũng bắt chước đọc theo và tự thấy mình oai như cóc. Đi làm một thời gian, tôi phát hiện có nhiều trường phái đọc SQL khác nhau, nhưng thịnh hành nhất vẫn là SQL và SQL, cho nên tôi quyết định tìm hiểu nguyên do ngọn ngành một phen. Tháng 6 năm 1970, tiến sĩ Edgar Francoeur thuộc tập đoàn IBM đã công bố một nghiên cứu đề xuất một mô hình lưu trữ dữ liệu mới, gọi là mô hình quan hệ, đặt nền tảng cho cơ sở dữ liệu quan hệ mà chúng ta biết ngày nay. Cùng năm đó, hai đồng nghiệp của Francoeur tại IBM là Chamberlain và Boyce đã tạo ra ngôn ngữ SQL dùng để truy vấn dữ liệu được lưu trữ với mô hình quan hệ của ông. Tuy nhiên, ngôn ngữ này có cú pháp khó nhớ, khó sử dụng nên nó đã bị ngừng phát triển. Tháng 5 năm 1974, hai ông này công bố một ngôn ngữ mới có tên là ngôn ngữ truy vấn bằng tiếng Anh có cấu trúc, viết tắt là SQL. Chúng ta dễ dàng nhận ra ngay đây là cú pháp truy vấn quen thuộc cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, cái tên SQL đã được một công ty sản xuất máy bay tại Anh Quốc đăng ký thương hiệu, cho nên vào năm 1977, IBM phải đổi tên SQL thành SQL. Tuy vậy, những lập trình viên thời kỳ đầu vẫn quen gọi. À, là do cái chữ SQL này là người ta viết đầy đủ mấy đứa. Tại bình thường thầy cũng SQL hoài à. Ít khi mà thì dùng SQL. SQL này nó là tên đầy đủ của nó là SQL nè, chứ không phải là viết tắt của chữ này nha, chứ không phải là đọc chữ này nè. Chữ nếu như mà mình viết theo SQL thì mình đọc ở trên, còn nếu như mình viết SQL thì mình đọc ở dưới. Cái này nó không phải là SQL nha, SQL là trên này, cho nên là chỗ này đừng có nhầm lẫn. SQL là đọc đầy đủ, còn SQL là đọc viết tắt. Ok chưa? Video này hay á. Đó, có những điều rất là cơ bản nhưng mà đôi khi mình cứ nhìn vậy thôi chứ mình không có tìm hiểu làm gì ba phần này. Phải không? Có những chuyện rất là đơn giản. Ok. Rồi gửi vô đây xem người ta nghiên cứu. Rồi tiếp tục. Như vậy SQL khi mà đã ghi ra như thế này rồi không được đọc SQL nha. SQL là phải ghi đầy đủ mới đọc SQL nha. Chứ ai mà đọc SQL vậy mà mất công mà kêu oai phong lẫn liệt giống như bạn hồi nãy phân tích đó. Rồi truy vấn tạo cơ sở dữ liệu được công nhận là chuẩn hóa ISO, tức là tất cả mọi người theo chuẩn này đều hiểu nhau. Thì chúng ta sẽ triển khai nó bằng Microsoft SQL Server hoặc là trên Microsoft Access hoặc là trên Oracle MySQL. Có rất là nhiều cách để chúng ta triển khai cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Đó, có rất là nhiều cách để chúng ta triển khai. Và chúng ta đang dùng là MySQL. MySQL của chúng ta nó sẽ có truy vấn dữ liệu, gồm các lệnh để lọc dữ liệu ra, cơ bản nhất là lệnh select. Những
cái nhóm định định nghĩa dữ liệu, tức là để mà lọc được dữ liệu thì mình phải tạo ra nó cái đã. Ví dụ tạo ra database, create database, create table, create query. Các bạn sẽ tạo ra những cái bảng biểu, tạo ra những cái report. Rồi chúng ta sẽ xóa, crop hoặc là cập nhật với những cái thuộc tính. Rồi ở đây insert là chèn dữ liệu, xóa dữ liệu và cập nhật dữ liệu. Cái này là cập nhật và xóa bảng nha. Xóa nguyên cả cái bảng luôn. Còn cái này là delete, này là delete record nha các bạn. Như vậy giữa bảng và record các bạn có hình dung được không? Bảng và record. Hai cái này nó cũng có cái ý tương đương nhau nha các bạn. Crop là xóa nè, là xóa bảng nè. Delete là xóa dữ liệu, là record thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái bảng giống như lớp của mình đây. Ví dụ vậy đi. Thì một dòng như vậy gọi là delete nè, delete nè. Nhưng mà nguyên cái bảng giống như thế này. Là drop. Drop là xóa nguyên bảng. Khác nhau nha. Rồi một cái nhóm nữa là để quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Chúng ta phân quyền. Như vậy chúng ta quan tâm đến nhất là một nhóm nè, hai nhóm nè, ba nhóm nè. Đó, ba nhóm này là chúng ta quan tâm trước. Rồi tiếp tục đến gì nữa nào? SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường. Các bạn học ngôn ngữ C chưa? Thì rồi. À, C có phân biệt hoa thường không? Có không mấy đứa? Ngôn ngữ C có phân biệt, có phân biệt hoa thường. Còn SQL là không cần phân biệt, mình viết sao cũng được hết. Rồi SQL mình có thể viết bằng Access. Access đây, SQL. Mở Access lên. Thêm lệnh vào. Đó. Như vậy bạn có thể mở Access lên, bạn thêm cái lệnh hồi nãy vào. Các bảng trong cơ sở dữ liệu đều từ các trường, từ các trường. Đây, đây là cơ sở dữ liệu. Một bảng bất kỳ thì nó có trường, số thứ tự, trường mã sinh viên, trường họ tên, trường số lượng vắng, trường, tất cả những cái này là trường. Nếu mà không có trường thì có bảng không? Không có field thì có table không? Làm sao có được? Nhưng mà không có record thì có table không? Dạ có. Có. Bảng này mình mới tạo, mình chưa nhập ai hết. Thì nó có các field nhưng không có dữ liệu bên trong. Là bình thường ha. Cho nên nếu mà có field, có table thì phải có field. Còn có record hay không là chuyện khác. Các thuộc tính của các cột được mô tả đặc điểm. Kiểu dữ liệu của thuộc tính quan trọng nhất, vì nó xác định cho chúng ta có thể lưu trữ được gì. Ví dụ mã số sinh viên, các bạn dùng kiểu in được không? Được không? Bây giờ trả lời cho thầy nghe, mã số sinh viên có thể dùng kiểu dữ liệu là kiểu in được hay không? Dạ chắc được đó thầy. Ừ, rồi Minh Phúc trả lời giúp thầy là được. Rồi những bạn khác thì sao? Ví dụ như là bạn Phương Nam. Phương Nam. Phương Nam lần 2. Đó, các bạn điểm danh xong rồi thì gọi gì cũng không được hết. Rồi sau đó thì báo với thầy là mất mạng, treo nick điều gì tùm lum hết. Phương Nam đâu? Nha, mình đang record nha. Cho nên là các bạn chú ý, nếu mà sau này thầy điểm danh Phương Nam mà vắng thì coi lại ở 9 giờ 20 phút nha mấy đứa. Chứ đừng có nói là sao thầy đánh vắng nha. Bởi vì bạn có mặt, bạn có điểm danh. Nhưng mà lúc thầy gọi chúng ta không thấy phản hồi gì hết. Rồi Phương Nam nha.
Bạn tiếp theo, Thanh Sinh. Đó, Thanh Sinh bữa hôm trước cũng là vắng nè, treo nick luôn nè, hôm nay cũng không thấy luôn nè. Thanh Sinh đâu? Thấy chưa? Bích này chắc có ha, Bích đâu rồi? Dạ có em. Ừ, không thấy cam quýt gì hết. Bây giờ mình tạo một cái cơ sở dữ liệu giống như thầy hỏi lúc nãy. Vậy thì cái kiểu dữ liệu của mã sinh viên mình có thể đặt kiểu in được không? Dạ được thầy. Ví dụ mã số của em là mấy? Của em là 19558. Nhưng mà đó đâu phải mã số sinh viên của em. Dạ em nghĩ cái đó tùy trường hợp, tùy trường. Rồi, ok, rất hay. Cái quan trọng nhất là tùy trường nha. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ xác định cho thầy nè, tùy từng trường hợp mà mình sẽ chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Nhưng đối với trường mình thì không được, bởi vì mã số sinh viên của trường mình là BS. BS ha, nó phân biệt cái chữ BS này các bạn, nó có nhiều cái mã khác nữa chứ không phải là chỉ là BS thôi. Cho nên tùy theo trường mà chúng ta sẽ chọn, tùy theo cái trường học đó này, chứ không phải là trường là field nha. Tùy theo mỗi trường học người ta quy định về mã là gì thì chúng ta chọn kiểu dữ liệu là cái đó. Thì tốt nhất chúng ta chọn kiểu VATCHA và quản lý được hết tất cả các trường luôn. Ví dụ số điện thoại thì chúng ta chọn kiểu dữ liệu là gì? Số điện thoại VATCHA này. Ủa số là sao chọn VATCHA? Do có số 0 trước rồi. À, ok. Bạn nào đó? Dạ em Nguyễn Quang Huy này. Ok, Hoàng Huy, số 10 đúng không? Dạ. Ừ. Như vậy các bạn thấy là đối với lại cái trường dữ liệu, tùy theo mỗi trường mà chúng ta sẽ xác định kiểu dữ liệu, cái đó là do mình ha. Nên chữ định kiểu và kích cỡ của cột mà bạn thực sự muốn sử dụng. Ở đây là sử dụng là cột, ở đây sử dụng là trường, ok. Rồi, sử dụng là cột nha, nhớ chú ý cột là field á, mà bạn thực sự muốn sử dụng. Ví dụ định nghĩa một cột với độ rộng là 10 ký tự, nếu bạn muốn chỉ sử dụng 2 ký tự, đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy. Không nên làm như vậy. Bởi vì các bạn biết là từ 2 ký tự mà lên 10 ký tự là nó dư 8 ký tự. Mà ký tự bây giờ nó khoảng cỡ 2 hoặc 4 bay. Ký tự bây giờ sẽ 2 hoặc 4 bay. Bây giờ cho 2 bay đi, 10 ký tự. Bạn thấy dung lượng nó sẽ lớn lên thành bao nhiêu? 2 bay. Tức là từ 1 ký tự là 2 bay. Mà nhân cho 8 ký tự như vậy, một trường nhé, một recall nó dư như vậy. Mà có thể ví dụ như là các bạn lưu thông tin của sinh viên trường mình đi. Sinh viên trường mình hiện nay thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 40.000, 1 2 3. 40.000 sinh viên. Đó, chừng đó bay. Chừng đó bay. Thì bạn sẽ chia 1, 0, 2, 4 và nó ra kilobay. À, cái này là một trường thôi nhé. Một trường. Còn nếu như mà bạn nhiều trường thì bạn sẽ nhân dữ liệu lên. Nhân dữ liệu lên. Bạn sẽ thấy là dữ liệu của mình nó rất là phí. Trong khi các bạn thấy là một ổ cứng của mình, một T hay T nó lớn. Nhưng mà cá nhân thì mình thấy lớn. Chứ còn nếu mà một tổ chức thì không lớn đâu. Tổ chức thì lưu trữ nhiều là nó không lớn đâu các bạn nhé. Mình có các loại kiểu dữ liệu, kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày giờ, kiểu bit, kiểu tham chiếu và kiểu đối tượng. Thì kiểu chuỗi chúng ta dễ hiểu rồi đúng không? Kiểu chuỗi là kiểu test hoặc là kiểu VATCHA. Như vậy hôm trước mà trong cơ sở dữ liệu mà người ta để là test mấy đó các bạn, thì này là người ta đang tạo trong asset là dùng kiểu test. Còn nếu trong SQL thì mình chuyển nó thành VATCHA. Đó. Rồi.
các kiểu dữ liệu trong SQL. Đây một số kiểu dữ liệu, lý do người ta đưa ra để mình biết được là với kiểu dữ liệu này thì làm được gì. Ví dụ như kiểu in thì nó là kiểu number, kiểu number. Kiểu smart in là kiểu number nhưng mà nó là integer. Long này là nó 4 vai. Đó, tất cả những cái này mình học bên C rồi thì mình cũng biết được đúng không? Thì bên SQL mình chỉ có vài kiểu cơ bản thôi. Mình chỉ có là varchar hoặc là in. Đó. Rồi, mình chỉ có hai cái đó là cơ bản nhất. Rồi kiểu depth, kiểu time. Rồi đến một kiểu nữa là kiểu logic. Ví dụ như là trước đây đó thì giới tính đó, giới tính các bạn có thể là set to form nam nữ. Nhưng mà bây giờ giới tính có set được yes no không? Yes no là đại diện nam nữ. Bây giờ giới tính có set được yes no không? Được không? Bây giờ bạn đi viết phần mềm đi. Cái trường giới tính mình có set được nó là yes no không? Hello mấy đứa. Này là thực tế. Thực tế nha. Được không? Được, được. Được đúng không? Được, ok, cảm ơn Phúc. Là do mình quy định thôi. Nhưng hiện nay luật Việt Nam, luật thế giới luôn, đã công nhận giới tính thứ ba. Cho nên mình viết phần mềm, mình chọn giới tính là nam hay nữ là không nên. Nhưng mà luật bất thành văn, không được. Không nên. Nhưng luật bất thành văn, không được. Bởi vì có rất nhiều người muốn chọn giới tính khác. Cho nên chúng ta nên để mở cho chương trình của mình sau này mình không phải sửa. Mục đích của mình là vậy. Mình viết phần mềm mà sau này mình không cần phải sửa. Thì cái này nó rất quan trọng. Chứ bây giờ mình viết kiểu nó là biết được đó. Yes no để làm gì? Để cho nó tiết kiệm. Nó tiết kiệm. Nhưng cái tiết kiệm của mình sau này có thể mình sẽ phải bỏ thời gian ra rất nhiều để mình sửa chương trình của mình, thì cái tiết kiệm đó nó cũng không được tiết kiệm lắm nha. Rồi cảm ơn Phúc thầy bổ sung thêm, để sau này thực sự em là lập trình viên về cái mảng này thì em chú ý cái cách của thầy nói ngày hôm nay. Mình nên sử dụng một cái kiểu dữ liệu khác mà nó có thể thể hiện được, ví dụ như varchar 3 là nam nữ khác đó, 3 ký tự hết. Không nhiều. Bit là chỉ có một bit. Mà varchar thì có thể là một ký tự là đến 2 byte. Vậy đến 6 byte là nó gấp rất nhiều lần bit. Nhưng mà thôi kệ. Như vậy cũng đã là tiết kiệm rồi. Mình dùng varchar 3. Hoặc là nếu mà tiếng Anh thì male là female. Thì nó dài hơn tí xíu và order. Còn nếu mà Việt Nam thì nam, nữ khác. Tùy theo cái cách mình lưu trữ ha. Male, female và order. Ngôn ngữ gồm các cho phép tạo ra. Và đến cái phần này. Đến cái phần này là cho phép chúng ta viết. Viết những cái function. Những cái hàm. Những cái trigger. Những cái view. Để gọi các cái lệnh truy vấn. Thực hiện một cái lệnh nào đó. Ở đây. Là nó có thêm cái phần phía sau. Nguyên tắc khi đặt tên. Ký tự đầu tiên của một định nghĩa phải là một ký tự chữ cái theo chuẩn Unicode hoặc dấu trừ, dấu gạch dưới nè, à, hoặc a cộng. Cái này nó khác với lại C nha. C khác. C là bạn không được dùng a cộng để đặt tên biến. Đối với SQL thì được. Không trùng với từ khóa. Cái này giống C nè. Không trùng với từ khóa. Không chứa các ký tự đặc biệt khác, chỉ có thể a cộng và thăng. Cái này giống thi nè. Tên hợp lệ, tên không hợp lệ. Rồi, vậy chúng ta lướt qua trước đến slide thứ 13. Buổi hôm sau chúng ta sẽ đi sâu vào và chúng ta thực hành. Rồi nhắc lại một số bạn chưa điểm danh. 33, 32 luôn về là ai là Hoàng Thiên là ba mấy? Hoàng Thiên là 33 hay là 32?
Thiên ơi. Dạ bữa em đổ lại danh sách là em 32 hết rồi. Ừ 32. Rồi, như vậy lúc này là Phương Nam có không? Thanh Sinh có không? Xuân Bảo Hân có không? Minh Thuận có không? Dạ có. À, rồi Bảo Hân có không? Minh Thuận là hôm trước là nói thầy là điểm danh nhầm đó đúng không? Rồi bây giờ những bạn này có nhầm không đây? Đó, mới gọi có mấy bạn mà để là không thấy phản hồi gì hết trơn rồi có nhầm không đây? Ví dụ như bạn Hữu Trí đi, có không? Hữu Trí cúp điện thầy ơi. Bị cúp điện. À, rồi cho lý do là cúp điện ha. Tất cả lý do của các bạn đều hợp lý ha. Thầy cứ ghi vô đây. Rồi bạn Minh Tuấn có không? Dạ có. Anh Tú có không? Anh Tú đâu? Đó, thấy giờ nha. Các bạn chú ý lớp mình nha, 31 giờ là 9 giờ 31 nè, vẫn còn record nè. Anh Tú thầy vẫn là chưa nhận được phản hồi của anh Tú nha. Coi như là buổi hôm nay mình chỉ đánh xanh đây thôi, còn mấy bạn này nè. Sinh nè, Bảo Hân nè, Phương Nam nè, buổi hôm sau mà còn vắng nữa là thầy cho vắng đó nha. Buổi hôm trước thầy đã cảnh báo một lần rồi mà không thấy phản hồi gì hết nè. Đây chỉ có một bạn là Quân là phản hồi với thầy thôi đó. Còn Việt là bây giờ là vắng tiếp nè. Thầy không biết lý do của lớp mình là chuyện gì mà các bạn vắng cực kỳ nhiều. Nếu mà có vấn đề gì thì các bạn cứ trao đổi, chứ thầy không biết rồi không thể tìm ra nguyên nhân được. Đây bây giờ danh sách vắng của lớp mình đến thời điểm này nè, cực nhiều luôn. Mấy đứa có tìm hiểu giúp thầy là bị cái gì không mấy đứa? Lớp trưởng, lớp trưởng ơi. Dạ. Lớp trưởng với lại lớp phó giúp thầy coi, tìm hiểu những thông tin của mấy bạn này coi là bị cái gì vậy, các môn học khác thì sao. Dạ. Cái gì thông tin giúp thầy nha. Dạ, mấy môn khác thì cũng vắng vậy thầy. Vậy hả? Mấy môn khác cũng vắng kiểu vậy đó, cũng danh sách những bạn này luôn á hả? À, cũng một số bạn, cũng một số em biết tên thôi, còn hình như môn nào cũng vắng nhiều vậy thầy. Ồ. Em mới học chung với bạn có hai môn mà, em cũng không có rành lắm. Ừ. Bạn Phúc thì em nghe là bạn chuyển cơ sở ấy, chuyển cơ sở rồi thôi mà nhà trường chưa xóa tên bạn. À, bạn Phúc này đúng không? Bạn Lê Trần Hoàng Phúc. Ừ, còn ví dụ như là bạn Tấn Tài nè, bạn Trần Tính nè, cũng phải cố gắng lớp quan tâm giúp thầy cái. Quan trưởng nè, Quốc Việt nè, đó. Quốc Việt hôm trước treo nít, hôm nay là vắng luôn. Đó, rồi bạn đây, thầy sẽ đưa nguyên cái này cho lớp nha. Đưa nguyên cái này cho lớp, rồi lớp trưởng, lớp phó có gì xem. Hoặc là các bạn khác xem rồi hỗ trợ giúp thầy với, tại lớp mình nhiều quá, ít thì thầy còn quan tâm sâu được, chứ bây giờ nhiều quá trời luôn, thầy không quan tâm sâu được, không biết làm sao đây. Đó là tình trạng của lớp mình á. Các bạn theo dõi giúp thầy với, động viên được bạn nào thì động viên, nói là cứ liên hệ với thầy đi, trình bày với thầy xem thử là mình gặp khó khăn gì, bởi vì bây giờ đến thời điểm này vẫn còn có khả năng cứu vãn được ha. Còn những bạn mà nghỉ nhiều này nè, nghỉ mà 6 buổi, 4 buổi rồi nè, 5 buổi rồi nè, 4 buổi thì vẫn còn cứu vãn được á. Cho nên là bây giờ thử suy nghĩ coi. Đó. Rồi các bạn Quang Huy này nè, là bây giờ là buổi thứ tư rồi, tạm thời nếu mà F0 á, thì thầy trao đổi với lớp là thầy để cho bạn Quang Huy này là hôm nay không vắng nha. Nhé. Không vắng, thực sự là bạn vắng nhưng mà thầy để không vắng để làm gì? Để buổi sau nếu mà bạn vào học thì nó không bị trường hợp là cấm thi điểm danh nha. Có vắng, thầy công bố trước lớp luôn á. Nhưng tránh phải điều chỉnh điểm danh. Thì buổi hôm sau có gì là nhắc cho bạn Quang Huy này, nhắn lại cho thầy, liên hệ với thầy nha. Tránh phải. Quang Huy bị F0 thầy. Đúng rồi, F0. Đây, thầy có ghi đây. F0. Nhưng mà có F0, F1 gì đi nữa thì cũng phải liên hệ với giáo viên chứ. Tại vì
giáo viên có cho số điện thoại của các bạn ngay từ đầu rồi, cho nên là các bạn chỉ cần trải lòng một chút xíu thôi, một cuộc điện thoại thôi, để thầy biết được, thầy nắm được tình hình. Chứ thầy nhắn tin cho Quang Huy riêng cũng không thấy Quang Huy trả lời đó, thầy không hiểu làm sao nha các bạn. Chúng ta thầy không tin Zalo thầy. Ừ, để tí nữa thầy gọi điện coi. Hình như Facebook anh mới chết á thầy, Zalo anh chết á. À vậy hả, Facebook hả. Rồi ok, bây giờ điểm danh lên hệ thống cái này, bởi vì chúng ta học online cho nên là nhà trường cũng hơi thoải mái cái việc điểm danh này trễ tí xíu, chứ đúng ra là chúng ta phải điểm danh đúng giờ. Quá trời vắng luôn. Hết giờ thôi em ao nha thầy. Ừ rồi, ao đi mấy đứa. 6 13. Ừ, chào thầy. Ừ rồi, bye. Ừ, chào thầy. 15, bye bye. Bye này. 11 20. Dạ thầy ơi. Ừ. Dạ, em cho em xin mở lại lớp 1 ông nọ thầy, hôm trước thầy nói buổi sau thầy mở lại thầy. Rồi. Dạ. Đợi thầy đây, 28. 29. 13, 15. Em chào thầy. Ừ, 36. 38. 42. 42 quốc Việt. Trời, lớp này vắng quá dữ luôn. Rồi, ok. Lớp 1 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, những bạn nào mà chưa nộp lớp 1 tranh thủ luôn nha. Thừa cơ hội này nộp luôn, để hồi tí thầy chấm. Lớp 1. Mười ba. Nộp đến 15 giờ nhé. Nhắc mấy bạn nộp trước 15 giờ nha. Bạn nào chưa nộp tranh thủ. Rồi ok. Dạ em cảm ơn thầy, em chào thầy. Rồi bye bye.